Ronaldo lần đầu tịt ngòi ở giải lớn của Bồ Đào Nha thủ quân Cristiano Ronaldo dứt điểm 23 lần, nhưng không ghi bàn nào tại Euro 2024, thông số tệ nhất với anh ở một giải lớn của Bồ Đào Nha. Trong 10 vòng chung kết World Cup và Euro đã dự trước đây, Ronaldo đều ghi ít nhất một bàn mỗi giải, đỉnh cao là Euro 2020 với 5 bàn kèm danh hiệu vua phá lưới. Nhưng trong khi Euro cuối cùng sự nghiệp, tiền đạo 39 tuổi không ghi bàn nào qua 5 trận, với 488 phút thi đấu. Ronaldo dứt điểm nhiều nhất kỳ này, với 23 cơ hội, trong đó có 15 tình huống trong cấm địa. Cầu thủ sút nhiều thứ hai mà chưa ghi bàn là tiền đạo 16 tuổi Lamine Yamal, với 13 pha dứt điểm. Số cơ hội của đội trưởng Bồ Đào Nha có chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,52, tức là một tiền đạo trung bình sẽ ghi được ít nhất 3 bàn với chừng đó cơ hội. Trong trận tứ kết gặp Pháp tối 5 tháng 7, Ronaldo chơi trọn 120 phút, dứt điểm 3 lần không thành bàn. Chủ nhân 5 quả bóng vàng sút phạt trúng hàng rào ở phút 85, rồi bỏ lỡ một cú đệm bóng cận thành đầu hiệp phụ dù bóng hơi sửa lưng. Huấn luyện viên Roberto Martinez phải nghiến răng suýt xoa với pha bỏ lỡ này, một phần vì Ronaldo nóng vội dứt điểm thay vì đỡ một nhịp trước. Không chỉ tịt ngòi, Ronaldo còn tiếp tục phung phí các cơ hội sút phạt của Bồ Đào Nha. Qua 6 kỳ Euro đã dự, anh đã sút phạt hàng rào 34 lần, nhưng chưa ghi bàn nào. Nếu tính cả World Cup, CR7 sút phạt trực tiếp tổng cộng 61 lần, nhưng 60 pha hỏng ăn, chỉ ghi một bàn. Hiệu suất này thấp hơn nhiều so với chính anh trong sự nghiệp, khoảng 14 cú sút phạt cho một bàn. Video player ES loading. Dừng hiện tại 0 giờ 4 phút trên thời lượng 129 đã tải, 0% tiến trình, 0% bỏ tắt tiếng toàn màn hình thành tích ghi bàn của Ronaldo. Tại vòng knockout các giải lớn cũng giảm sút, chỉ 3 bàn trong 21 trận, trung bình 7 trận anh mới ghi một bàn. Lần gần nhất anh lập công ở vòng knockout chính là bán kết Euro 2016 gặp xứ Wales, đã cách đây 8 năm. Không tính thủ môn Diogo Costa, Ronaldo chơi nhiều phút nhất cho Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Trong khi, tiền đạo dự bị Goncalo Ramos chỉ đá 24 phút, trong trận thủ tục ở vòng bảng gặp Georgia.